tôi vào mắt nó đấy. Khoanh đang tô màu gì đấy? Khoanh đang tô màu da. À ừ, màu đây da. Đây là cái mặt nó. Mặt nó phải tô màu da. Tí đang tô màu tóc à? Chứ cần hận tô số người hay không? Chỉ tô tóc thôi. To hỏng lấy màu bé nó mới tô vào cái kẽ nó được. Cái mắt nó thì điểm màu đen đấy nhá. Khi nào ấy thì rồi vừa đẹp đấy. Cái váy tô màu gì ấy? Cái váy tô màu hồng nhưng mà không có, con sẽ tô màu khác. Màu xanh như kìa. Xanh cái trời ấy. Ở đây một cam hả? Theo theo nó chảy không ạ? Cái thành cổ áo thì phải tô màu khác ấy. Cổ áo của nó. Đi đâu thích chưa rửa bút à? Cái gì á? Màu cam. Đúng rồi, màu cam. Khoanh đang tô cái gì đấy? Trông giống như kiểu cô bé lọ lem ấy nhỉ? Trông như kiểu nàng Bạch Tuyết ấy. Bạch Tuyết hay mặc cái áo màu đấy đấy. Thôi được rồi, đừng tô nữa, nó chảy hết ra đấy. Tô váy đi. Tô váy màu xanh ấy. Cái váy màu à, cái váy màu 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 hồng ấy kìa. Váy màu màu đỏ, váy màu đấy không đẹp đâu. À váy đúng rồi, cái tay đấy màu da đấy. Đã tô xong đâu mà rửa bút. Cái toàn tô tung ra hỏng. Chữ cái màu đen đúng mà con lại tô lại đâu con.
Câu tiếp đi, tôi cái váy đi váy. Đấy, tại váy màu hồng với màu xanh là cây ấy. Con tô màu quảng trước đi, kệ cho biết đằng sau cũng được. Mày tô màu cao mà mày tô màu gì đấy hả mày? Nên nó bắn vào người đấy nhá. Váy màu xanh là cây gì đẹp. Đấy. Ơ ấy vừa thôi, chỉ cần nhúng vào đấy còn chọc chọc cái gì nữa. Ờ dày màu nâu thôi. Ừ, màu xanh. Màu xanh được. Tôi lung tung thế nhỉ? Vai tôi có gì á? Ừ, trông nhằm nhuốc quá. Cái màu xanh tô hẳn hoi lại đi. À tô màu màu vàng chân nó đã. Màu vàng ra màu da ấy. Này màu vàng da chân. Quần của nó bên trên đấy nha, đừng tô vào quần nữa nha. Không cần cần chọc chọc đâu mà, chỉ cần rúm vào phát là được. Xong rồi gạt gạt nó đi. Rúm vào xong gạt nó đi, không nó chảy hết xuống dưới. Con chỉ rúm nhẹ vào, không con gạt gạt ở cái miệng. Tít đây kìa, vào áo quần áo kìa. Vào áo của Tít bây giờ. Gạt nó đi thôi, gạt gạt hai cái là được, không phải chập chập thế đâu. Đừng có vẩy thế, tí nó lại vẩy vào hết mặt mũi. Ơi con em bé búp bê của Phương Anh nó cứ cẩy cứ tô một tí lại quệt quệt một nước làm gì? Con tô xong cái gì đã? Tô xong một màu. Xong hết giày, xong hết váy con chuyển màu khác. Tô một loại thôi. Tô xong thì lại chuyển cái khác mới phải rúng nước cơ mà. Có tô lung tung thế. Cái nước cái để nó đổi màu. Con giày con tô xong rồi con mới chuyển tô cái khác. Con tô váy xong, tô đầu xong, tô tóc xong rồi con chuyển tô cái khác chứ. Con xoay bốn vòng quanh, con tô hết bốn vòng quanh một màu. Tô cái khác thì lại sắp như chở cái mũ thành màu đen nữa. Chứ rồi ngã giờ bẩn hết vào bây giờ. Tít sang đây ngồi. Sang đây. Rồi tô đi. Quay con chào đi. Quay đây, xong rồi. Quay đây. Nhìn vào đây. Chào các bạn, nhớ các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh. Chào.
mình.